Sau khi em ở lâu với một người đàn bà quá lâu, nó trở thành cái việc hiển nhiên. Chị ơi, làm sao để biết đàn ông quan hệ với người mà họ thực sự yêu? Cái này mình không có biết được đâu em, tại vì đối với đàn ông á, cái tình dục của họ á, nó như là đồ ăn vậy á. Thật ra có nhiều khi họ yêu em, họ quan hệ với em nhiều quá rồi nó thành... Ok, cái này chị sẽ chia sẻ nhỏ với mấy bạn nữ nè. Mấy bạn nam khó nói, chị nói giùm mấy bạn nam. Ok. Cái này là cái mà chị học được mà chị cũng rất là bất ngờ, tại vì chị luôn hỏi thầy của chị và những cái người mà đàn ông mà gọi là tiền bối, chị gọi họ là tiền bối, là tại sao đàn ông hầu như ai kết hôn xong họ cũng temptation có nghĩa là cái sự thèm thuồng bên trong của họ là họ muốn được quan hệ với nhiều người khác vậy. Thì như chị nói lúc nãy, ngoài cái chuyện là họ từ 9 năm cho tới 3 năm họ chán cái tình dục đó rồi, thì thêm một cái yếu tố nữa đó là sau khi em kết hôn, cái người phụ nữ mà họ gọi là người yêu là vợ, nó bắt đầu biến thành gia đình. Gia đình bây giờ trong đầu em nó sẽ nghĩ là cái gì? Nếu em là con gái nha, chị nói nè, em đâu có quan hệ với ba em được đâu, tại vì ba em là gia đình của em hiểu chưa? Rồi nếu như là em là con trai, em đâu có quan hệ với chị và mẹ của em được. Em nghĩ tới đó là em nói chị Nhi biến thái. Thì nó cũng tương tự như vậy. Sau khi em ở lâu với một người đàn bà quá lâu, hoặc là khi em ở lâu với một người đàn ông quá lâu, nó trở thành cái việc hiển nhiên. Tức là cái chất xúc tác bên trong của em á, hai người á, nó không còn là cái kiểu dữ dội như là kiểu mới yêu nữa. Bởi vì bây giờ hai người gọi là cái gì? Gia đình. Chị nói đến đây mấy bạn sẽ rất là sốc và mấy bạn sẽ rất là buồn. Chị và em buồn quá. Bởi vậy nên tôi mới nói là phải đi hẹn hò nhiều vô, phải để cho người ta có khoảng không gian nhiều vô, mình phải đi làm đẹp, mình phải đi sửa soạn. Và đôi khi 2-3 ngày không gặp chồng, lâu lâu làm ly đi nice nè, đi với gái, rồi xong đi về trễ một xíu cho ảnh thèm thuồng, ngày mai ngày mốt hẳn cho ảnh đụng. Rồi để cho chồng mình đi công tác, mình cũng đi công tác du lịch với con. Đại loại là làm những cái gì rồi về bên ngoại 2-3 ngày, chồng về bên ngoại, bên nội mấy ngày, tạo nhiều cơ hội để cho bản thân của mình không gặp người ta nhiều, thì nó sẽ ra được cái thời kỳ hẹn hò lại, nó sẽ ra được cái thời kỳ hai đứa thèm thuồng nhau lại. Còn nếu như ngày nào em cũng gặp người ta thì nó giống như gia đình, giống như em là chị, là mẹ, là bạn của họ, họ nhìn thấy em hằng ngày, cái rạo rực bên trong của họ nó không còn nhiều nữa, tại vì nó có sẵn quá. Nó giống như chuyện mẹ ở nhà nấu cơm sẵn, chị lúc nào cũng ở đó, cái ba mình lúc nào cũng ở đó, anh trai của mình lúc nào cũng ở đó. Cái này là một cái mà khi mà chị học được gì hơi bị sốc, nhưng mà khi mà tìm kiếm những cái bằng chứng khoa học thì chị mới hiểu ra được là nếu như mình tìm được những cái kiến thức này sớm thì khi mình kết hôn cái chuyện đó nó sẽ bớt xuống, nó không có còn những cái chuyện là ly hôn hay là mọi người không hiểu nhau hay họ bắt đầu họ có những cái hành vi ứng xử khác đi, hoặc họ sẽ bắt đầu đi tìm cái thú vui bên ngoài. Và có nhiều người đàn ông người ta cố tình đi ra ngoài, người ta tìm thú vui để về nhà người ta thấy vợ người ta hấp dẫn hơn. Tại người ta làm mấy cái đến lén lút về nhà, họ càng sợ họ lại càng tăng cái cảm giác khoái cảm lên. Ok, nhiều cái mà mấy đứa phải học lắm. Và khi học cái này á, em sẽ vô đây em sẽ nói trời tàu lao, mấy cái này em chưa bao giờ nghe. Tất nhiên em chưa bao giờ nghe rồi, Việt Nam mình có dạy bao có đồ yêu này đâu, và Việt Nam mình cũng không có ai có nhu cầu hứng thú như vậy. Chị là một người cực kỳ thích về con người, chị là một người cực kỳ hứng thú về psychology, những cái gì mà liên quan đến tâm hồn, những cái gì liên quan đến phần cảm xúc, những cái gì liên quan đến chữa lành, những cái gì liên quan đến con người. Chị luôn hỏi vậy nè, tại sao người ta nghĩ cái người ta nghĩ, tại sao người ta lại có cái thói quen như vậy, tại sao người ta hành vi như vậy, tại sao người ta ứng xử như vậy, tại sao người ta lại trả lời như vậy, tại sao người ta đi như vậy, tại sao người ta nói như vậy, tại sao người ta thích để tóc như vậy, tại sao người ta ăn mặc như vậy, tại sao cái dáng của họ như vậy. Nhiều cái lắm, em càng học như chị em lại càng cảm thấy thích thú lắm. Ok. Tại sao đàn ông ngoại tình thì dễ được tha thứ hơn là phụ nữ ngoại tình? Cái lý do tại sao mà người Việt Nam mình hay là những cái người trên thế giới đa phần đúng là vậy, là phụ nữ mình họ tha thứ cho đàn ông nhiều hơn là đàn ông tha cho phụ nữ. Tại vì em biết bản năng của đàn ông sinh ra là để làm cái người săn. Tức là sao, là họ đi săn mồi, họ đi săn những cái người bạn tình, họ đi tìm đồ ăn, họ đi tìm thức uống đem về nhà và vân vân. Thì đối với họ, họ là một cái phái mình gọi tiếng Việt, mình gọi là dominant, tức là người thống trị. Ok, là cái người mà người ta sẽ
chịu trách nhiệm để bảo vệ buôn làng, bảo vệ vân vân. Ok, ngược lại với phái nữ, thật ra phụ nữ mới chính là cái người mà mình gọi là feminine nhưng mà dominant. Tại vì sao? Để phụ nữ mình mới đẻ, mới duy trì nòi giống, được chưa? Tại sao chị Nhi phải lôi lại mấy cái kiến thức sâu và cổ như vậy để cho em hiểu được là cái bản chất của người phụ nữ đẻ ra là để nurturing, ok, để chăm sóc, để nâng niu, để xây. Cho nên khi họ là những người xây, họ sẽ không muốn phá. Tức là làm sao? Họ xây dựng tổ ấm, họ xây dựng nên được chuyện con cái, tạo dựng cho tụi nó trở thành một cái đứa trẻ lớn lên như thế nào. Nên em thấy đa phần những người mà làm về y tá hay là làm về cô giáo, đa phần là phụ nữ là vậy. Bởi vì phụ nữ đẻ ra cái thiên chức của họ trong tự nhiên nó là cái phần là nurturing, chăm sóc và vun vén và xây dựng cho cái thế giới này. Cho nên khi em đã là người xây, khi em đã là người đẻ, nó không có dễ để cho em phá bỏ. Tức là em cho người ta cơ hội nhiều lần, cho người ta cái cơ hội được làm người, em cho người ta cái cơ hội để mà được chứng minh được lại là à, mình vẫn còn có cơ hội để hoàn lương cái thay đổi. Đó là lý do tại sao khi mà người đàn ông ngoại tình hầu như là mẹ, là phụ nữ, người ta vẫn có một chút gì đó chăn trước, chăm chút, hoặc là người ta nhẹ lòng để cho đàn ông cơ hội hơn. Ngược lại, tại sao đàn ông lại khó để mà tha thứ cho phụ nữ? Bởi vì cái tôi của họ bị tổn thương. Đối với họ, đàn ông là họ, ví dụ như hồi xưa chị nói cái từ săn bắn rồi là vậy. Nó giống như chuyện là họ đi ra là hồi cái thời mà hiểu không? Cái thời đó là à, đây là gái của tao đó, hay chưa, tao bắt về hang của tao mày, và đụng vô là tao giết mày. Là cái thằng bên kia là tự biết, ok, tao đi qua tao bắt cái gái khác. Thì đối với họ, phụ nữ hay gia đình, nó là một cái sự chiếm hữu, nó là một cái sự thể hiện cái tôi của đàn ông là tao ngầu cho nên tao mới bắt được con này, hiểu không? Và mấy bạn nữ không nên thấy buồn ở cái khúc này, tại vì chị đang phân tích nó là cái phần, nó là cái phần liên quan đến di truyền học rồi, em không có né được. Và cái sĩ diện, cái tôi này của đàn ông nó sẽ luôn luôn ở đó cho từ kiếp này đến kiếp khác. Đối với họ, khi mà người phụ nữ của họ mà đi ngủ với người khác, đi mà đi ngoại tình với người khác, đó là một sự sỉ nhục, đó là một cái làm cho cái đàn ông trong họ kiểu như là họ thấy là ủa, cu tao nhỏ hơn cu thằng đó, hay sao mày quất, tại sao mày thương thằng đó, tại sao mày yêu thằng đó. Tại vì người đàn ông, người ta hiểu được là người phụ nữ khi mà người ta đi ngoại tình là người ta yêu người ta rồi, người ta yêu người khác chứ không phải là bởi vì chuyện tình dục nữa. Chị nói cho mọi người biết là tất cả kiến thức của chị là cái kiến thức rất chi là gọi là sâu xa và lịch sử. Em phải học xong di truyền học để em hiểu được cái hành vi ứng xử của một con người. Đừng có đơn giản chỉ nhìn bên ngoài, đừng có đơn giản chỉ nhìn người ta sơ sơ là bởi vì họ mặc cái đầm đó, cái áo đó, cái váy đó là họ ứng xử như vậy. Không đúng đâu. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi. Đừng có quên là like, share, subscribe hết tất cả các kênh khác trên nền tảng xã hội khác. Rồi những các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện học cá nhân với Nhi, có thể nhấn đôi vô đường link. Không muốn học cá nhân với Nhi, học trực tiếp ở đây thì tiếp tục học. Muốn học với thầy Nhi cũng vô đường link luôn. Muốn tham gia Nhi Lê Team cũng vô đường link luôn. Tất cả những đường link thì under the description, tức là dưới cái khung mô tả đó. Khung mô tả khúc bên này, khung mô tả, nhấn vô cái khung mô tả. Nó khó hết mấy cái đường link màu xanh da trời đó. Muốn cái nào nhấn cái đó.